Các bạn quan sát trong cái bài toán, người ta có một cái bài toán là người ta có nhu cầu chia 4 phần 5 cho 8. Thì cái yêu cầu này nghĩa là muốn chúng ta làm cái gì? Thầy mời một bạn thử cho thầy biết xem. Mời bạn từng làm. Từng làm. Mất ạ. Mới mở lên chạy luôn. Thầy mời mời bạn Lam Giang đi. Theo như bạn Lam Giang thì chúng ta thấy là chúng ta người ta yêu cầu là lấy 4 phần 5 mà chia cho 8 là yêu cầu chúng ta làm cái gì đây, Lam Giang? Bốn trên năm nhân cho 1/8. Người ta đang hỏi chúng ta làm cái bài này, yêu cầu chúng ta làm cái bài này. Vậy thì chúng ta hiểu cái phép toán chia cho 8 này nghĩa là sao? Dạ. Người ta 4 yêu cầu trên 5 chia cho 8 trên 1. Thầy, ý thầy đang hỏi là hiểu được cái phép toán chia này này. Bây giờ đầu tiên chúng ta phải nhận diện được cái con số 4 phần 5 nghĩa là cái gì? 4 phần 5 nghĩa là gì bạn à? Dạ. Bạn Giang? Nhưng mà thầy Không, có một cái bắn. không biết. Thầy có một cái bắn là nguyên một cái. Bây giờ thầy thầy mới nói là bây giờ thầy lấy 4 phần 5 của cái bắn này. Thì thầy chia cái bắn này sao? Chia sao? Chia bắn này ra làm mấy mấy phần, Giang? Dạ, 5 phần. Rồi. Chúng ta đầu tiên chúng ta muốn có cái bắn 4 phần 5 này. Thì chúng ta phải chia làm 5 phần. Sau đó chúng ta lấy mấy phần? Lấy mấy? Dạ, 4 phần. Rồi. Vậy là thầy đồ 4 phần. Thì ở đây thầy đã có được chỗ này là biểu diễn là 4 phần 5 cái bắn. Bây giờ với 4 phần 5 cái bắn này thầy chia cho 8 bạn. Thầy chia cho 8 này. Tức là thầy chia cho 8 bạn. Thì thầy chia làm sao? Theo ý tưởng của bạn Dạ. Giang như nào? Thì cắt ra thầy pháp như thế nào? Dạ, 4/5 chia 8/1. Bây giờ thầy đưa cho cái bánh mà 4 phần 5 này. Bây giờ nói bạn Giang là cầm cắt ra như thế nào đó để phát cho 8 bạn thì bình thường Giang nghĩ là sẽ làm như thế nào để có thể phát được. Bạn nào có ý kiến không? Bạn nào có ý kiến? Không có không? Mời bạn. Thầy chào bạn Thủy Vân. Bạn bạn An. Dạ là chị đôi mùa mình bật ra thầy. Bây giờ thầy muốn phát cho 8 bạn thì mình phát làm sao nhỉ? Dạ là chị đôi một cái bạn mỗi miếng bánh là 2 phần. Một cái bánh chia làm 2 phần. Rồi. Rồi, bây giờ thầy chia đôi như vậy. Thì lúc này chúng ta có mấy phần? Dạ, 8 phần. Chúng ta có 8 phần. Chúng ta có 8 phần, tức nghĩa là chúng ta xem coi là mỗi bạn được mấy phần nhỏ trong này? Được mấy? Được mấy An? Dạ, 1 phần 10. Một phần trong này. Vậy thì theo bạn An là cái phần màu xanh đây này. Mỗi bạn có được sau khi mà phát cho 8 bạn thì cái này nó được biểu diễn là bao nhiêu? Bao là nhiêu 1 phần 10. 1 phần 10. Đó, 1 phần 10. Nhưng mà chúng ta xem coi với cái việc chia này ấy, thì chúng ta thấy nó có dễ dàng không? Nếu người ta không chia 8 mà chia cho 10 chẳng hạn thì chúng ta làm sao? Nếu mà thầy không chia 8 mà thầy chia cho 10 thì bạn đang làm sao? Chia cho 10 bạn. Làm sao anh? Làm gì? Có hơn không? Dạ là lấy thêm một bình bánh mới chia. Chia được với chia 2. Đâu có đâu. Chúng ta chỉ có 4 phần 5 cái bánh này thôi. Chúng ta chỉ có 4 phần 5 này thôi chứ chúng ta không có nhiều. Chúng ta lấy đúng 4 phần 5 thì chúng ta chia.
Thế bây giờ các bạn phải suy nghĩ như vậy này. 4 phần 5 này có phải là 4 miếng có kích thước 1 phần 5 không? Dạ. Rồi. Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta chia cho 8 bạn thì chúng ta sẽ lấy từng cái phần này này, từng cái phần bánh này, chúng ta cắt ra làm mấy để chúng ta phát cho 8 bạn ăn? Theo bạn An thì thầy lấy mỗi một cái phần này thôi. Thầy cắt ra làm mấy để có thể chia được? Chia cho 8 bạn này. Chắc cú nhất là chúng ta lấy một phần bánh này chúng ta cắt ra làm mấy? Làm 8 được không? An? An? Thầy cắt ra làm 8 phần này. Được. Thầy cắt ra làm 8 phần. Thì lúc này chắc chắn là mỗi một cái phần này thầy đã chẻ nhỏ ra 8 phần nhỏ để thầy phát cho 8 bạn. Sau đó thầy lại lấy cái kế tiếp, thầy cắt ra làm 8 phần nữa. Thầy lại phát tiếp. Chắc chắn là chúng ta phát đều được hết. Xong rồi cái phần thứ ba thầy cũng cắt ra làm 8 phần. Thầy phát. Bây giờ thầy lại cắt cái kế tiếp thành 8 phần. Đó. Thì các bạn thấy điều gì? Cứ 1 phần 5 này này mà chúng ta chia cho 8 bạn thì chúng ta thấy là cái này nó bị chẻ đi nhỏ đi 8 lần. Vậy thì mỗi một cái phần nhỏ này nó sẽ là bao nhiêu ăn? Một phần mấy? Nè, một phần 40. Một phần 40 nha các bạn. Chúng ta quan sát cái phần màu xanh này này thì chúng ta thấy là nó là 1 phần 8 của cái phần 1 phần 5 này. Mà 1 phần 5 này nó chỉ là 1 phần 5 của cả một cái bánh lớn. Vậy thì từ đây thầy mới biết được kích thước một cái phần nhỏ này này thì nó chỉ là 1 phần 40. Thì các bạn xem bề ngang của cái này khi chúng ta cắt ra là làm 5. Cái cắt phần này chúng ta cắt ra làm 8. Vậy thì cái ô nhỏ này này thì nó chỉ là một phần của cái bánh chúng ta cắt ra làm 40 phần. Vậy thì chúng ta biết được một cái nhỏ này là 1 phần 40. Vậy thì chúng ta đã hình dung ra được là một phần bánh này thầy chia cho 8 bạn, tức nghĩa là thầy cắt nhỏ đi 8 lần nữa. Vậy thì thầy sẽ ra được 1 phần 40. Đúng chưa? 1 phần 5 mà thầy chia cho 8 bạn thì nó ra 1 phần 40. Vậy thì chúng ta sẽ lấy là 4 phần 5. Chúng ta hiểu nó là 4 miếng 1 phần 5. Ở đây chúng thầy xóa này đi. 4 phần 5 này thầy chia cho 8 bạn. Bây giờ thầy sẽ thay vì thầy lấy 4 miếng, thầy lấy miếng thôi. Thầy lấy miếng thầy chia thử trước. Đúng không? Là 1 phần 5. Thầy chia cho 8 bạn. Thì các bạn sẽ thấy là mỗi một phần ấy, thì mỗi bạn là sẽ được một phần 40. Và 4 phần như vậy. À, mỗi bạn là được 4 phần như vậy. Vậy thì cuối cùng chúng ta ghép lại thì chúng ta ra được một cái con số mà nó gọi là 4 phần 40. Và 4 phần 40 này nó cũng tương đương với con số là 1 phần 10. Vậy thì nó có giống với cái lúc nãy mà bạn An đề nghị không? Giống không An? 4 miếng này. Chúng ta đếm là 4 miếng này. 4 miếng. 4 miếng có kích thước 1 phần 40. Thì chúng ta xem lại, chúng ta gộp lại cái phần số tương đương. Thì nó cũng chính là cái miếng này. Chính là 1 phần 10. Rồi, bạn nào nắm được cái phép chia phân số này, giơ tay cho thầy xem. Chúng ta cần hiểu về mặt phân chia. Còn khi chúng ta muốn làm nhanh thì giống như bạn Lam Giang sẽ đề nghị là gì? Là chúng ta chỉ cần nhân dịch đảo, đúng không? Tức nghĩa là
4 phần 5 này chúng ta chỉ cần nhân nghịch đảo. Nhân nghịch đảo cái số 8 này nhân 1 phần 8 là 1 phần 8. Chúng ta nhân gộp lại thì nó chính là 4 phần 40. Và chúng ta đơn giản đi, nó cũng chính là 1 phần 10. Vậy thì chúng ta có một cái quy tắc, khi chia cho một số thì chúng ta đổi từ phép chia thành phép nhân, là chúng ta nhân nghịch đảo của con số đó. Thì cái quy tắc này nó sẽ giúp cho chúng ta làm nhanh, nhưng mà nó không giúp cho chúng ta hiểu được cái con số này. Nên cái việc thầy ôn lại cho các bạn để các bạn hiểu được cái phép toán, chứ không chỉ là chúng ta tính ra kết quả. Vậy thì nếu thầy có 4 phần 5 của cái bánh mà thầy chia cho 8 bạn, thì mỗi một bạn sẽ được là 4 phần 10 của một cái bánh. Hoặc là chúng ta sẽ được là 4 phần 40 của một cái bánh. 4 phần 40 của cái bánh nghĩa là sao? 4 phần 40 tức nghĩa là chúng ta phải chia một cái bánh này ra làm 40 phần. Một bề là chúng ta cắt làm, bề dọc chúng ta cắt làm 5, bề ngang chúng ta cắt làm 8. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 4 phần của nó để chúng ta phát cho từng bạn. Còn nếu mà chúng ta làm như cách của bạn An ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng chúng ta ghép 4 miếng này này, 4 miếng này lại, thì nó sẽ tương đương với một cái con số là 1 phần 10. Tức nghĩa là 1 phần 10 nghĩa là sao? Là thầy cắt dọc ra làm 5, rồi thầy cắt ngang ra làm gì? Làm 2. Đúng không? Chúng ta rất là dễ, chúng ta thấy nó là dễ. 1 phần 10 ở đây á, chúng ta thấy nó là 5 x 2. Tức là 10 này là 5 x 2. Tức nghĩa là chúng ta hiểu là cái mẫu số của chúng ta là sẽ cắt gì? Cắt dọc ra làm 5 phần, rồi chúng ta cắt ngang làm 2 phần. Thì như vậy, chúng ta sẽ có tổng cộng ở cái mẫu số của chúng ta là 10 phần. Vậy thì cái bạn đó sẽ được 1 phần. Chúng ta thấy cái mẫu số nó có nhân chỗ này này, là cho chúng ta biết được là tổng số miếng mà chúng ta chia nhỏ nó ra. Đúng không? Chúng ta chia nhỏ ra là 10 miếng. Và cách chia của chúng ta là gì? Hàng ngang chúng ta cắt làm 2, hàng dọc chúng ta cắt làm 5. Như vậy chúng ta sẽ được một cái phần bánh mà chúng ta hiểu được nó là 1 phần 10 hay là 4 phần 40. Đây, nếu mà chúng ta đã biết rồi, chúng ta hiểu rồi, thì chúng ta vận dụng quy tắc thì nó rất là nhanh. Rồi, theo quy tắc của bạn gì thì nó là 4 phần 40. Nha. Thì đôi khi nó đòi chúng ta tối giản đấy. Nếu mà chúng ta không tối giản thì có thể nó báo lỗi, nhưng mà đây nó vẫn cho phép. Rồi, thầy mời bạn thứ hai vận dụng cho thầy. Mời bạn bạn lên iPad là bạn nào thầy không biết tên, sửa lại đúng tên nha. Thầy sửa đúng tên thầy mới mời được. Thầy mời bạn Thùy Vân cho thầy biết coi là 7 phần 12 chia 2 thì nó sẽ là bao nhiêu? Dạ bạn Phương, 2 chia 2 là 7 phần 24. Thầy mời bạn Tường Lam. Chia này ra nhiêu Tường Lam? Tường Lam. Mời bạn Tường Lam trả lời 2 phần 7 mà chia cho 6 thì sao? Ơi. Con đây thầy ơi. Trả lời 2 phần 7 chia 6 thì ra nhiêu? Thầy ơi. Nói đi, thầy nghe rồi đó. Dạ. Bằng mấy? Dạ. 2. 2 phần. Bao nhiêu? Thầy không nghe gì hết. Thầy mời bạn bạn Đức Khang này. Đức Khang. Dạ. 2 phần 7 chia 6 thì nó là bao nhiêu? Dạ, 2 phần 7 chia 6 là... Là mấy? 2 phần 7 chia 6 thì chúng ta thấy là 1 phần 7 chúng ta chia nhỏ nó ra làm nhiều lần, làm 6 lần thì chúng ta thấy là nó biến thành 1 phần 42. Vậy thì 2 phần 7 chính là 2 lần của
1/42. Vậy thì chúng ta thấy ở đây là cái cách mà chúng ta làm nhanh là chúng ta sẽ nhân nghịch đảo 6/1 thành 1/ mấy? 1/6. 1/6. Vậy thì kết quả của chúng ta ra là bao nhiêu? Là 2/42. Chúng ta ra được 2/42 nhé. Rồi thầy điền vào đây. 2/42. Bây giờ thay vì chúng ta chia, chúng ta chia cho cái whole number, thì bây giờ chúng ta cần phải lấy 8 cái bánh chẳng hạn. Người ta đang hỏi là chúng ta có bao nhiêu nhóm 1/2 trong 8. Nghĩa là người ta đang muốn biết rằng nếu mà chúng ta có 8 cái bánh mà chúng ta chia thành kích thước 1/2 thì chúng ta chia sao? Thầy mời bạn Thùy Vân chia lại xem. Thùy Vân có nghe thầy nói gì không? Được thầy ơi. Dạ, 8 chia 1/2 là 8. Ở đây 8 đây là 8 cái gì? 8 cái bánh đúng không? 16 thầy. Thầy muốn chia thành cái phần bánh có kích thước 1/2 thì thầy chia là sao? Chia thành hai phần. Vậy thì chúng ta đã có được mỗi một phần bánh này có kích thước là 1/2 nè. Vậy thì cho thầy hỏi là một cái bánh mà thầy chia thành những cái phần bánh có kích thước 1/2 thì thầy được bao nhiêu phần nhỉ? Cho 1/2 thì chúng ta được mấy phần? Mấy phần? Thùy Vân tập trung vào để mà trả lời. Còn nếu mà ồn ào mà không tập trung thì không mời nha. Chúng ta thấy một cái bánh mà chúng ta chia thành cái chúng ta mong muốn cái phần bánh của chúng ta là kích thước chỉ 1/2 thôi. Vậy thì chúng ta lấy cái một cái bánh này thầy chia làm hai phần. Sau đó thầy được mỗi một cái phần bánh này là kích thước là 1/2. Vậy thì nhìn vào thầy thấy nó là được hai phần. Đúng không? Nó gọi là two pack. Nhưng mà two pack này người ta cũng gọi nó là two group. Đúng không Thùy Vân? Thùy Vân? Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ nếu mà thầy có tới 8 cái thì 8 cái bánh thì thầy chia như vậy thì thầy có được bao nhiêu group nhỉ? Nếu mà thầy có tới 8 cái bánh như vậy thì thầy chia như vậy thì nó ra được bao nhiêu đây? Hả? 16. Có phải 6 không? Chúng ta nhìn lại xem. Bây giờ 8 cái bánh này thầy xem như là thầy lấy một cái ra thầy chia. Tức nghĩa là một cái bánh này thầy chia ra kích thước 1/2. Vậy thì một cái thôi thầy sẽ được hai cái. Đúng không? Được hai phần. Vậy thì 8 cái thầy được bao nhiêu phần này? Được nhiều? 16. Được 16. Kiếm chỗ nào học nhé. Nãy con bảo 16 mà thầy. Nãy con bảo 16 mà thầy. Tại vì thầy không có nghe, ồn quá, đang ở đâu thầy không nghe. Vậy thì chúng ta thấy là người ta hỏi là có bao nhiêu nhóm có kích thước 1/2 ở bên trong 8 cái bánh. Tức nghĩa là thầy, người ta muốn hỏi là nếu 8 chia 1/2 thì chúng ta được bao nhiêu.
Nhưng mà chỗ này người ta hỏi chúng ta khó hơn là nếu mà 8 mà chúng ta chia cho 3 phần 2 thì chúng ta sẽ thấy nó như thế nào. Thầy mời một bạn khác cho thầy ý kiến. Nguyễn Nhật Bình vô chưa? Thầy mời bạn Minh, ở đây là Minh nào đây? Nhật Minh đúng không? Nhật Minh. Rồi, lên tiếng. Bây giờ chúng ta xem coi là bây giờ yêu cầu là chúng ta chia thành những nhóm có kích thước là 3 1/2. 3 1/2 nghĩa là sao? 3 1/2 nghĩa là sao? 3 1/2 nghĩa là 3 miếng có kích thước bao nhiêu? 1/2. 1/2. Điều đó có nghĩa là người ta kêu chúng ta là nhóm lại. Cứ 3 miếng có kích thước 1/2 nhóm lại thì nó được xem là một nhóm. Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta có 8 cái như vậy thì chúng ta xem coi là chúng ta có được bao nhiêu nhóm nhé. Thầy vẽ bên này là 4 cái bánh này. Bên này là 4 cái nữa này. Bây giờ làm sao để chúng ta nhóm đây, Mến? Để làm sao chúng ta có được những phần bánh có kích thước 1/2, Mến? Dạ, đầu tiên là... Phải làm gì? Chia mấy? Đôi, à, chia một, chia đôi. À, chia đôi. Đó, chúng ta chia đôi hết ra. Chúng ta chia đôi hết ra. Thì chúng ta thấy là chúng ta được bao nhiêu miếng nhỉ? Bao nhiêu? Bao nhiêu 8. Miếng có kích thước 1/2? 8 miếng. Không phải 8 miếng đâu, đếm lại coi. 4 miếng. No. 2 miếng, đúng không? 2 miếng, 2 miếng, 2 miếng. Nhiều rồi. Cộng lại hết coi, nó là bao nhiêu miếng? Bao nhiêu miếng? Bao nhiêu? Dạ, 4 miếng đúng rồi. 16 miếng, đúng không? 16 miếng. Nhưng mà bây giờ người ta kêu là chúng ta phải nhóm mấy miếng lại mới với nhau này. Nhóm mấy miếng? 3 miếng. À, nhóm 3 miếng lại là thành một nhóm. Thầy tô 3 miếng lại thành một màu nhá. Xong rồi thầy lại tô 3 miếng này lại thành một màu. Xong rồi 3 miếng này thầy thành một màu. Xong rồi thầy lại tô 3 miếng này thành một màu, tức là thành một nhóm rồi đó. Xong rồi thầy lại tô 3 miếng này. Đúng không? Yeah. 3 miếng này. Đó. Thì bây giờ chúng ta thử ước lượng coi là chúng ta sẽ được là bao nhiêu. Từ 8 cái bánh này mà thầy muốn chia thành các nhóm mà nó có kích thước là 3/2. 3/2. Hay nói cách khác là cứ nhóm 3 miếng có kích thước 1/2 lại thành một màu, đó, thành một màu. Thì ở đây chúng ta xem coi là có bao nhiêu màu ở đây. Bao nhiêu? Đếm cho thầy xem. Dạ là có 3 màu. Một màu cam. Màu xanh nữa là 2. Màu đỏ nữa là 3. Màu tím nữa là 4, màu vàng nữa là gì? Là mấy? Là có bao nhiêu màu đấy? Dạ là 5 màu. 5 màu, đúng không? Vậy thì chúng ta đang có 8 cái bánh mà chúng ta chia thành những nhóm có kích thước bây giờ nó không phải là 1/2 nữa mà là 3/2, tức nghĩa là thầy phải nhóm 3 cái lại lại. Tại vì mỗi cái 1/2 mà thầy nhóm 3 cái lại. Thì như vậy khi thầy chia ra thầy có được khoảng bằng này này. Đúng không? Được 5 nhóm. Nhưng mà thầy lại dư chỗ này này, dư chỗ này ở đây. Đó, dư một miếng ở đây, dư 1/2. Vậy thì chúng ta ước lượng coi là cái phép chia 8 mà chia cho 3/2 thì chúng ta sẽ được là bao nhiêu? Được mấy đây? Dạ là được 16 phần. Được 16 phần. Phần 3. 16 phần 3. Vậy thì chúng ta xem coi cái 16 phần 3 này thì nó liên quan gì đến cái của mình. Có liên quan không?
có liên quan không bạn Minh? Chúng ta xem là 16 miếng này, 16 mà chúng ta chia cho 3, tức là phân số 16 phần 3 đấy, thì nó sẽ tương đương với cái gì đây? Là chúng ta cứ gom 3 miếng lại thành một nhóm đúng không? Chúng ta gom 3 miếng lại thành một nhóm. Thì chúng ta thấy là khoảng bao nhiêu? 5 nhân 3, chúng ta cộng cho 1, chúng ta chia cho 3. Điều đó có nghĩa là 15 miếng này mà chúng ta cứ nhóm 3 miếng lại. 5 1 phần 3. Thì chúng ta thấy chỗ này chúng ta ra được là 5 nhóm. Và sau đó chúng ta dư cái gì? Dư 1 nhóm so với cái nhóm đấy chúng ta chia làm 3. Tức là chúng ta dư 1 phần 3. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy là cái kết quả của chúng ta đây này. Đấy. Chúng ta thấy cái kết quả của chúng ta này. Vậy là chúng ta hình dung ra cái việc mà chúng ta có 8 cái bánh mà chúng ta chia ra những cái phần mà có kích thước bằng này, thì chúng ta sẽ tính ra được là bằng này. Nhưng mà nếu mà chúng ta vận dụng cái quy tắc để mà chúng ta ra kết quả nhanh đấy, thì chúng ta hay dùng là gì? 8 chúng ta nhân cho 2/3. Tức là khi chúng ta nhân gộp lại thì chúng ta ra là 16/3. Nên bạn ra 16/3 là bạn đang dùng cái kết quả này, cái cách này để chúng ta làm. Tuy nhiên, để chúng ta hiểu cái phép toán chia này thì chúng ta sẽ vận dụng theo cái của thầy để chúng ta hiểu được cái phép toán chia này là chúng ta đang làm cái việc gì. Được chưa các bạn? Rồi, cho thầy khảo sát về bạn nào nắm được cái phép toán chia phân số này. Giơ tay để xem. Khi chúng ta làm toán thì có thể chúng ta không có phải làm theo cái như thầy hướng dẫn, mà chúng ta sẽ vận dụng cái nhân nghịch đảo. Nhưng mà thầy vẫn phải giảng về cái phép toán chia phân số để chúng ta hình dung ra được cái việc chia thành các phân số 3/2 nghĩa là làm sao. Chúng ta phải chia nhỏ ra thành những cái kích thước là 3/2. Vậy thì cái 3/2 ở đây là 3 miếng có kích thước 1/2. Vậy thì chúng ta cứ phải chẻ những cái đấy ra thành những cái kích thước 1/2 để chúng ta nhóm 3 miếng lại thành 1, 3 miếng lại thành 1. Rồi bạn Lam Giang, Bảo Nam, Minh Trang có ý kiến gì không? Thầy không thấy phản hồi. Thì có thắc mắc gì chỗ này? Giơ tay cho thầy ý kiến. Bạn Lam Giang. Lam Giang có thắc mắc chỗ nào không? Bảo Nam. Các bạn khác thì sao? Thôi rồi, dạ không. Rồi, thầy cảm ơn các bạn. Rồi, vậy thì theo như bạn là chỗ này chúng ta ra được 16 nhóm. Thì chúng ta ước lượng cái phép toán chia này thì bạn cho rằng nó là 16/3. Đó. Thì nếu mà chúng ta vận dụng cái quy tắc để tính toán các con số thì chúng ta vận dụng nó thì chúng ta sẽ làm được nhanh. Nhưng mà để hiểu, để làm gì? Để chúng ta đi vào các bài toán đố, chúng ta biết chúng ta trả lời như thế nào. Rồi thầy mời bạn bạn kế tiếp, mời bạn Bảo Nam. Bảo Nam. Dạ con đây hả? Người ta hỏi có bao nhiêu nhóm có kích thước 1/9 trong hai cái bánh. Đó. Tức nghĩa là chúng ta lấy hai cái bánh chúng ta chia thành bao nhiêu? Chia mấy? Dạ 1/9. À, chia 1/9. Vậy thì cuối cùng chúng ta có được bao nhiêu nhóm nhỉ? Dạ, chúng ta có được một nhóm là nhiều nhóm. Là được bao nhiêu phần? Thứ nhóm. Một cái bánh mà chúng ta dạ, thưa thầy. Chúng ta được mấy phần? À, là chúng ta chia ra thì một cái bánh chúng ta được là 9 phần. Vậy thì hai cái bánh chúng ta sẽ được là 2 × 9. Thì các bạn thấy là chúng ta chỉ cần nhân nghịch đảo là sẽ ra kết quả. Đúng không? Chúng ta học, chúng ta hiểu rồi thì chúng ta vận dụng, chúng ta sẽ ra được 18. Còn bây giờ 2 mà chia 4/9 thì ra bao nhiêu? Bảo Nam. 2 chia 4/9 thì chúng ta sẽ nhân nghịch đảo là bao nhiêu? 2 chia 1/9 được bằng 1 2 nhân mấy?
9 phần mấy? 8. 9 phần mấy? 2 nhân 9. 9 phần 4. À, chúng ta nhân lên đảo con số này. 18. Vậy là chúng ta sẽ ra được là 18 phần 4. Vào 18 phần 4 hoặc chúng ta ghi là 9 phần 2. Rồi. Vậy là chúng ta bắt đầu hiểu hơn về các bài toán liên quan đến phép chia phân số nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ khó hơn là chúng ta sẽ phải chia cho hỗn số. Chia cho hỗn số. Giờ một bạn nào giúp thầy chia cái hỗn số này xem. Thầy mời bạn thầy mời bạn Lam Giang. Việc chia cái hỗn số này chia sao Giang? Biết sao nói vậy? Chia như nào? Lam Giang. Mình hiểu sao mình phát biểu vậy thôi. Không thấy phản hồi. Mời, không nói luôn. Thầy mời bạn bạn khác. Mời bạn Nhật Minh. Nhật Minh. Nhật, đầu tiên là con phải thay hỗn số này là một phân số. À, đổi hỗn số ra phân số là nhiêu? Là mấy? Đầu tiên là bằng 4 phần 3. À, 1. 1 phần 3 bạn đổi ra là 4 phần 3. Rồi bạn chia là sao? Chia tiếp là nhiêu? 7/4. À, chia chúng ta đổi ra là 7/4. Vậy thì chúng ta dừng dung coi là cái này là chúng ta chia như thế nào? Chia sao? Khi con đổi là khi con phải là thì sẽ 4 là 4/3 nhân 1/7. Nhân 4/7 sẽ bằng 16/21. Thì về mặt kết quả là bạn làm hoàn toàn đúng. Nhưng mà bây giờ làm sao để chúng ta hiểu được cái phép toán chia này nghĩa là sao? Thì bây giờ chúng ta quay lại cái vấn đề của mình. Là chúng ta cũng có một cái bánh. Bây giờ thầy phải cắt ra làm mấy phần và lấy mấy phần. Bạn Nhật Minh, cắt là mấy? Thầy có bao nhiêu? 4/3 nghĩa là cái bánh như thế nào? Nói thầy nghe xem. Cách làm 3 phần. Xong rồi sao? Xong rồi. Nó đã đủ 4/3 chưa? Đủ chưa? Chúng ta đang có 4/3 cái bánh mà. Còn này mới có nhiêu? 3/3 thôi. Giờ kiếm đâu ra nữa? À, Minh, kiếm đâu ra 1/3 nữa? À, vẽ thêm 1 sẽ 1. Đúng. Chúng ta thấy thực tế là chúng ta phải dùng tới 2 cái bánh. Mỗi cái bánh chúng ta cắt là 3 phần. Thì chúng ta lấy 3 phần trong một cái bánh là mới có 3/3 thôi, chưa đủ. Chúng ta phải lấy thêm 1/3 nữa. Thì nó mới diễn đạt cho chúng ta cái con số là 4/3 ở đây. Bây giờ 4/3 này, bây giờ làm sao thầy chia, bây giờ thầy không chia cho một, thầy không chia cho 7/4 chẳng hạn, mà thầy chia số nhỏ hơn thì chia 1/4 thôi, thì thầy chia là sao? Chia sao Minh? Minh? Chia sao? Nếu mà lúc nãy chúng ta nói là chúng ta chia, giả sử như chúng ta chia cho 2 đi, chúng ta chia cho 2 thì là chúng ta sẽ lấy mỗi một cái phần này thầy cắt ra làm 2, đúng không? Cắt ra làm 2. Còn bây giờ chỗ này á, là nó, nếu mà nó chia cho 4 thì thầy cắt ra làm 4, thầy cắt làm 4. Nhưng mà bây giờ chỗ này nó kêu là chia 1/4 thì nghĩa là chia là sao? Hả bạn Nhật Minh? Chia 1/4 thì
Chia 1/4 tức nghĩa là chúng ta muốn muốn cái phần, muốn cái miếng này này, chúng ta cắt ra, cắt ra để những cái miếng đó là nó chỉ là bằng 1/4 của cái phần đó thôi. Vậy thì nếu mà 1/3 đấy, tức là thầy đang biểu diễn nguyên cái này là 1/3 này, mà thầy chia cho 1/4, tức nghĩa là thầy đang có nhu cầu biến nó thành cái phần là có kích thước là 1/4 của nó. Nhưng mà 1/4 của nó nếu mà so với toàn cái bánh thì nó lại là 1/ mấy? Mình so với toàn bộ cái bánh thì nó là 1/ mấy? Có toàn bộ cái bánh thì 1/4 sẽ là 1/ mấy? 1/12 đúng không? Hả? Chúng ta đang hiểu là chúng ta chia cho 1/4 có nghĩa là chúng ta biến cái phần có kích thước 1/3 này này, nó thu nhỏ lại chỉ còn 1/4 của cái này thôi. Nhưng mà nếu chúng ta so với toàn, chúng ta thấy là 1/4 chưa? Nếu mà so với toàn bộ cả một cái này này thì chúng ta hiểu nó là 1/12 so với cả một cái bánh. Rồi, thầy dừng lại chỗ này một chút xíu để chậm lại cho các bạn nắm. Bạn nào hiểu chỗ này giơ tay đây xem. Bạn nào hiểu cái 1/3 mà chia 1/4, tức nghĩa là thầy lấy cái kích thước 1/3 này thầy chia nhỏ nó còn có 1/4 của nó thôi. Nếu mà so với toàn bộ thì nó phải là 1/12 cả một cái bánh nha các bạn. Nên chúng ta hiểu cái con số 1/12 này là 1/12 của cả một cái bánh. Còn chúng ta hiểu con số 1/4 này chỉ là 1/4 của cái phần nhỏ này thôi. Yeah. Đấy. Chúng ta hiểu cái phép toán chia thì chúng ta mới hiểu được cái chỗ này. Vậy thì bây giờ thầy có 4/3, tức nghĩa là thầy phải chẻ nhỏ nó là 1/4 hết luôn. 1/4, tại vì chỗ này thầy có 1/4 mà thầy đang chia 1/4, vậy chỗ này thầy chẻ nhỏ hết luôn, chẻ nhỏ hết luôn. Một, hai, ba, bốn. Đó, thầy vẽ nó hơi bị lật một chút xíu, tức là thầy lấy 4/3 này thầy chẻ nhỏ ra thành những cái phần bé bé này cứ tính 1/4, tức nghĩa là thầy đang muốn làm như thế nào? Các bạn quan sát nha, thầy đang muốn làm gì ở đây? Thì đầu tiên chúng ta phải thấy là 4/3 này tức nghĩa là 4 miếng có kích thước 1/3. Bây giờ thầy lấy 1/3 thầy chẻ nhỏ nó ra 1/4, thì lúc nãy chúng ta vừa mới nói là gì? Là 1/3 chia 1/4, tức nghĩa là chúng ta sẽ được cái phần bánh đấy nó tương đương với 1/12. Vậy thì điều đó có nghĩa là thầy đang được là, nếu thầy lấy 4/3 này, thầy sẽ được là gì? 4 nhóm có kích thước 1/12. Đó. Vậy thì nếu thầy chỉ lấy 4/3 thầy chia cho 1/4 thôi, thầy không có chia cho 7/4, phải chia cho 7 thôi, thì thầy sẽ ra được là 4 miếng có kích thước là 1/12. Đấy, thầy chia nhỏ nó ra. Vậy thì bây giờ thầy sẽ phải gom nó lại. Nếu mà thầy yêu cầu là chia cho 7 thì chúng ta cứ phải gom cứ 7 miếng chúng ta gom lại thành một nhóm nha. 1 2 3 4 5 6 7 thì chúng ta thấy là một nhóm này, chúng ta quan sát một nhóm tức là một màu đấy. Bây giờ thầy lại đồ một cái màu màu khác đấy, màu tím. 1 2 3 4 5 6 7, đó thì thầy được một nhóm nữa rồi. Thầy còn dư, không, thầy còn dư chỗ này là 4 miếng kích thước 1/12. Vậy chúng ta thấy cái việc mà chúng ta chia này này thì chúng ta cần hiểu được cái con số này chúng ta đang đem đi chia nhỏ, tức nghĩa là chúng ta đang làm cái gì. Thầy muốn đơn giản bằng cách là chúng ta chỉ chia 1/4 thôi để chúng ta thấy được là chúng ta ra được bao nhiêu miếng. Phải không? Thầy chia như vậy thì thầy được bao nhiêu?
Còn nếu mà thầy nhóm 7 lại thì chúng ta được bao nhiêu? Chứ còn chúng ta hiểu cái chia phân số là như vậy. Còn nếu mà chúng ta áp dụng quy tắc thì giống như bạn Nhật Minh ấy, là chúng ta áp dụng rất là nhanh, chúng ta vận dụng cái này. Nhưng mà chúng ta chỉ được là chúng ta biết được kết quả con số thôi. Chứ còn nếu chúng ta gặp toán đố mà người ta vận dụng vô mà chúng ta không hiểu cái phép toán chia hỗn số này thì chúng ta lùng bùng, chúng ta không biết làm gì hết nha các bạn. Chúng ta sẽ gặp khó khăn ngay. Nên thầy giảng để các bạn hiểu thôi. Còn khi mà các bạn tính toán mà muốn nhầm thì các bạn vận dụng như bạn Minh là chia con số. Chúng ta đổi nó ra. Chúng ta đổi nó ra thành phân số. Tức là chúng ta xem nó bao nhiêu phần để chúng ta trẻ nhỏ ra đấy. Rồi, theo như bạn là 16 phần 21. Chứ các bạn. Rồi, chúng ta hiểu rồi thì chúng ta vận dụng tính toán thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi, thầy mời bạn Tường Lam. Tính cho thầy là nhiêu đây, Tường Lam? Tường Lam. Dạ đây, thầy ơi. Rồi, chia cho thầy coi là nhiêu? Dạ. Vẽ cho thầy coi cái này là mấy cái bánh này? Dạ, 4 cái bánh với 2 phần 3 cái bánh ạ. Chúng ta có 4 cái bánh nguyên nha. 1, 2, 3, 4. Chúng ta hiểu cái mix number là cái số 4 ở đây ấy, là 4 bánh nguyên. Còn cái bánh thứ 5 thì chúng ta chia sao? Dạ, chia 3 phần à. Chia 3 cái phần. Bánh còn lại cũng chia 3 phần luôn à. Chúng ta chỉ được 2 phần 3 của nó thôi. Vậy thì mấy cái này nếu mà chúng ta cũng chia ra thành 3 phần. Được hết 3 phần rồi. Rồi. Vậy thì chúng ta đếm toàn bộ những cái mà chúng ta to đấy. Thì chúng ta hiểu 4 cái bánh thì chúng ta được chỗ này là 3 phần 3, 3 phần 3, 3 phần 3, 3 phần 3. Còn này là 2 phần 3. Vậy thì cái mix number này nếu chúng ta đổi ra cái improper fraction thì chúng ta được là bao nhiêu phần đó? Mấy? Đếm coi, bao nhiêu phần? Dạ, là được. Mười mấy? 17 phần ạ. Ba cộng ba là 4, số ba là nhiêu? 12. Còn thêm con nhầm là nhiêu? 4 phần lại con nhầm. Con hành là 5 rồi. 14 phần mấy? Phần 3. 14 phần 3. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta có tổng cộng tới 14 miếng là. Nếu mà chúng ta chia thành những kích thước mà 1 phần 3 này thì chúng ta sẽ được là 14 miếng. Còn bây giờ nếu mà thầy mỗi một miếng này thầy phải chẻ nhỏ nó ra thành sao? Thành một nửa nữa. Đúng không? Dạ. Thì chúng ta sẽ được là bao nhiêu đây? Được nhiêu? Dạ. Được. Chúng ta nên nhớ là 14 phần 3 tức nghĩa là 28 phần 3. Nếu mà thầy lấy mỗi cái thầy đều chia làm đôi, đúng không? Thì thầy sẽ lấy từng phần để chia làm đôi. Vậy thầy được nhiêu? Thầy được nhiêu đây? 1 phần 3 mà thầy chia thành một nửa hết thì thầy được bao nhiêu nhóm? Đấy. Bao nhiêu đây? Cái miếng mà 1 phần 3 này thầy chia làm đôi thì thầy được mấy miếng? Được mấy? À, thầy không có mực biết 2 miếng ạ. Được 1 phần mấy? Sẽ là 1 phần 2 ạ. Sao 1 phần 2? Ủa? 1 phần, cái miếng mà 1 phần 3 này này. Các bạn chia nó ra thành kích thước có 1 phần 2 thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? 2 miếng có kích thước 1 phần 6. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta có tổng cộng là bao nhiêu miếng ở đây? Dạ 28 phần 6. Chúng ta sẽ được là 28 miếng có kích thước 1 phần 6. Được chưa? Vậy thì chúng ta thấy là nếu chúng ta lấy cái hỗn số này chúng ta chia cho 1 phần 2, tức là chúng ta đang chẻ nhỏ từ cái 2 phần kích thước 1 phần 3 thì chẻ nhỏ ra tiếp.
thì chỉ là nhỏ ra kích thước có 1/2 thôi, thì thầy ra được nó nhân gấp lên thì chúng ta sẽ đưa ra được là bao nhiêu. Đọc lại xem. Mấy? 28 phần mấy? 28 phần 6 đúng không? Đúng không bạn Tường Lam? Rồi, bây giờ nếu mà chúng ta vận dụng theo cái như bạn Nhật Minh nói đấy, là chúng ta đổi thành phân số thì chúng ta có này là 14 phần 3. Bây giờ nếu mà chúng ta nhân nghịch đảo lên, đúng không? Chúng ta nhân nghịch đảo cái chỗ này lên, tức nghĩa là nhân 2. Nhân 2. Thì chúng ta được chỗ này là bao nhiêu? Chúng ta được chỗ này là 28 miếng. 28 miếng có kích thước 1/3. Vậy bạn Tường Lam thấy chỗ này với cái chỗ này nó có giống nhau không Tường Lam? Tường Lam? Tường Lam? Dạ. Thôi thầy cộng lại quên một mất ạ. Nó có giống nhau không? Dạ, có. Quan sát kỹ rồi, một cái là 28 phần 6, một cái là 1/3. À, không giống nhau hả? Phần 6, phần 3. Vậy tại sao lúc nãy, hồi nãy thầy nghe không rõ? Tức nghĩa là chúng ta xem lại là 42/3 này á, thì nó là 14/3 đúng không? Hồi nãy bạn Tường Lam nói 14/3. Chúng ta chia cho 1/2. Thì chúng ta hiểu nó là gì? Là 14 miếng có kích thước là 1/3. Bây giờ chúng ta đem chia thành 1/2. Tức nghĩa là chúng ta chia nhỏ nó ra làm đôi đấy. Vậy thì cuối cùng chúng ta ra là bao nhiêu? Này nhá. Là mấy? Là 28/6. 14. Chúng ta sẽ nhân cho. Chúng ta lấy 1/4 chúng ta chẻ làm mấy? 1/3. Chúng ta chia cho 1/2. Đúng không? Dạ. Là bao nhiêu? Dạ, 1/6. 1/6. Nếu mà chỗ này là 1/6. 1/6. Thì cái này có đúng không? Dạ. Có. Đâu đúng đâu. À. Đâu đúng. Chúng ta thử xem lại coi cái kích thước mà 1/3 này. Cái kích thước này của thầy là so với cả cái tổng thể đấy. So với cái tổng thể của nó là 1/3. Thầy nói 1/3. Bây giờ thầy chẻ ra thì để nó chỉ được một nửa thôi. Vậy thì 1/3 này khi thầy chẻ ra làm đôi vậy thì thầy được là bao nhiêu? Được bao nhiêu? 1/6 ạ. Được mấy miếng? Thầy hỏi 1/3 này thành mấy miếng? Dạ thành 2 miếng ạ. Chúng ta sẽ thấy là nó thành 2 miếng. 2 miếng có kích thước là bao nhiêu? 2 miếng có kích thước là bao nhiêu đây? 2 miếng có kích thước là 1/6 nè. Phải không? Vậy thì nếu mà 2 miếng có kích thước 1/6 như vậy. Vậy thì nếu mà chúng ta có 14 miếng thì chúng ta thành bao nhiêu? Thành mấy? Thành mấy? Dạ thành. Dạ đúng ạ. Vậy thì nếu mà nó thành 28 miếng thì chỗ này chúng ta thấy nó là 28 miếng thì nó sẽ tương đương với là 28/3 đúng không? Dạ. Rồi. Ok. Thì chúng ta thấy là chúng ta cần hiểu cái phép chia thôi. Còn khi mà chúng ta tính toán chúng ta có thể dùng cái quy tắc để chúng ta làm cho nó nhanh nếu mà chúng ta vận dụng. Rồi bây giờ thầy sang cái bài toán đố phép chia để chúng ta thấy rõ cái vận dụng toán đố vào trong cái phép toán chia của mình như thế nào thì chúng ta sẽ thấy cái tác dụng của cái việc học của mình. Thầy mời bạn An cho thầy ý kiến bài này. Bạn An đâu? Dạ. Rồi. Bạn An đọc cái này
thì thấy người ta cho mình cái gì? Là chó ra. Cho mình gì ở đây? Người ta nói là cái con hippo này và cái con hippo này, tức là có hai con, nó được sinh. Thì cái con thứ nhất là nó nặng bao nhiêu? Nặng mấy? Dạ, nặng 1/2 kg. À, tức là 5 kg. Còn cái con thứ hai là 24 kg. Đúng không? Dạ. Thì người ta đang hỏi chúng ta là cái gì đây? Tại thời điểm sinh thì cái con thứ hai này nó nặng sao? Nặng hơn con thứ nhất bao nhiêu? À, nặng hơn bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần? Thì chúng ta thấy là cái con thứ nhất thầy, cái con thứ nhất thầy gọi là con R. Còn con thứ hai nó thầy gọi là con Big Me. Thầy ghi là chip bay. Hai con này gấp bao nhiêu lần? Ví dụ thầy nói cái con R này nó gấp 2 lần cái con Piggy, thì có phải là thầy nhân cho 2 không? Dạ. À, nó là nhân cho 2. Nó gấp 2 lần. Tức nghĩa là con này nhân 2 thì cân nặng nó bằng con kia. Hoặc thầy nói là nó gấp 3 lần. Hoặc là thầy nói gấp 3/2 lần. Tức nghĩa là nó gấp bao nhiêu lần là thầy đang đi tìm cái con số mà nó nhân bao nhiêu lần thì nó sẽ bằng. Vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta tìm được cái con số này ở đây? Dạ lên lại 24/2. 1/2. Chia cho 5/1/2. À, chia cho 5/1/2. Thì chúng ta chia hai con số này thì chúng ta sẽ biết nó gấp bao nhiêu lần. Thì bây giờ nếu mà chúng ta hiểu cái sự gọi là gấp bao nhiêu lần chỗ này, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta thực hiện phép toán chia thì chúng ta biết gấp bao nhiêu lần. Giờ để chia cái này thì chúng ta có thể thực hiện phép tính nhân. Nhân để chúng ta biết được. Thầy đổi cho thầy nó ra là bao nhiêu? Dạ bằng 49/2. 2. Chia cho 11/2. À, chia 11/2. Rồi phép tính chia này thầy đổi thành phép tính nhân là 49/2. Thầy nhân cho mấy? Thầy nhân cho 2/11. À, nhân cho 2/11. Vậy chúng ta ra là bao nhiêu? Dạ là bằng. Bằng mấy? Chúng ta đơn giản được số 2 này không? 8/2. Chúng ta được là 49/11. Chúng ta hãy đơn giản hai số 2 này. Thì ở trên tử số có số 2, dưới có số 2 chúng ta đơn giản được. Thì chúng ta sẽ biết được nó gấp bao nhiêu lần đấy? Bao nhiêu? Dạ, 49/11 lần. À, 49/11. Nếu thầy chia nó ra thì nó khoảng gấp mấy lần? Ước lượng cho thầy xem. 49 mà chia cho 11, tức nghĩa là thầy được 44/5 chia cho 11 thì nó sẽ là bằng mấy? 44 chia 11 là được mấy? Được 4. Dạ 4. Cộng cho 5/11. 5/11 này là nó khoảng cỡ chừng là một nửa, đúng không? Xấp xỉ khoảng một nửa đấy, đúng không? Một nửa của số 11, tức là 5.5. Vậy thì 5 ở đây là chúng ta gần một nửa. Gần một nửa, tức nghĩa là chúng ta thấy là gấp 4,5 lần. Vậy thì chúng ta thấy được là cái con này nó gấp 4,5 lần con kia. Đây, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn à? Bạn An giơ tay anh em. Chúng ta biết cân nặng của con này với con kia, chúng ta muốn biết gấp bao nhiêu lần, chúng ta phải thực hiện toán chia. Tại sao chia thì chúng ta thấy là thầy vừa mới giảng cho các bạn cái quan hệ con này gấp con kia bao nhiêu lần qua phép toán nhân. Và chúng ta vận dụng cái
cái các tính nghịch đảo của nó để chúng ta hiểu được, chúng ta lấy con này chúng ta chia cân nặng của con kia là chúng ta biết gấp bao nhiêu lần, và chúng ta lấy hai số ký chúng ta chia như vậy chúng ta biết được là gấp khoảng, chúng ta để con số chính xác là 49/11, đúng không? Ở đây người ta không cho chúng ta ước lượng thì chúng ta để nguyên cái phân số này. Những bạn khác thì sao? Bạn Tường Lam Bảo có ý kiến gì không? Không thấy phản hồi. Ai đồng ý với ý kiến của bạn An giơ tay thầy xem. Rồi, hoàn toàn chính xác nhé. Chúng ta muốn tìm gấp bao nhiêu lần, chúng ta thực hiện theo cách đó. Thầy mời bạn Bảo, Bảo Nguyên, Nguyên Bảo gì á, mới do này. Đâu rồi? Bảo đâu? Đâu mất rồi? Không thấy. Hãy mời bạn Đức Khang đi. Đức Khang. Đức Khang lên tiếng. Dạ. Ở đây chúng ta thấy là cái con chó của bạn này nó đã ăn thế nào? 1/20. Tối đồ ăn. Trong, trong bao lâu? Trong, trong một tuần. À, trong mỗi tuần. Mỗi tuần. Tuần nào bạn này, cái con chó này nó cũng ăn hết 1/20 hết. Mỗi một tuần nó ăn 1/20. Vậy thì tuần kế tiếp nó cũng ăn 1/20. Vậy thì theo Đức Khang là trong bao nhiêu tuần thì sẽ ăn hết cái túi này biết không? 20. Tuần. Chúng ta thấy một cái đồ này này. Nếu mà chúng ta chia nhỏ nó ra thành 20 phần. 20 phần. Thầy đang mô tả cái này là 1/20. Vậy thì toàn bộ chỗ này thầy đã phải chia nó thành 20 phần. Đúng không? Thì mỗi một phần này nó là 1/20. Vậy thì mỗi một tuần là ăn 1/1 này. Vậy thì cần tới 20 tuần mới ăn hết được. Được chưa? Chúng ta hình dung ra được cái con số. Được chưa Đức Khang? Được. Rồi. Bây giờ người ta lại cho tiếp là gì? Hiện nay bạn Ly An thấy còn dư là bao nhiêu? Rồi dư 5/8. Ờ, dư 5/8. Wow. Tự nhiên nó kêu chỗ này là dư, dư cái cục này là dư 5/8. Ôi giời ơi. Vậy thì chỗ này là 5/8. Chỗ này là 1/20. Bây giờ người ta hỏi là bao nhiêu tuần thì con chó này nó sẽ hoàn thành là ăn hết cái phần còn lại. Theo Đức Khang thì nghĩ sao? Tuần ăn 1/20 này. Mà bây giờ cái phần còn dư của nó là 5/8. Thì làm sao để chúng ta biết được cần bao nhiêu tuần để ăn hết? Dạ, mình lấy... Cái gì? Là chỗ này người ta chia thành 5 phần này. Đúng không? Chia làm 5 phần. 5 phần. Mà mỗi một phần này là kích thước bao nhiêu đây, Khang? Dạ, mỗi một phần là 1/20. Đâu có. 5/8. Người ta đang mô tả cái phần còn lại là 5/8. Dạ, một. Tức nghĩa là thầy đang lấy cái khúc cuối này này. Thầy mô tả là 5 phần, mỗi phần có kích thước là 1/8. Đúng chưa? Dạ. Mỗi cái này là kích thước 1/8. Mà trong đó đề bài nó lại cho là mỗi một tuần là ăn 1/20. Thì làm sao để chúng ta xác định được? Dạ lấy... Chúng ta để... Chúng ta chia kích thước 1/8 này chúng ta không so sánh được. Mà chúng ta phải chia như thế nào để chúng ta xác định được đây? Chia sao? 1/8 chia 1/20. Nếu mà chúng ta đổi nó ta làm sao mà để nó được thành là 20 phần này này. Đúng không? 20 phần này bao nhiêu trên 20 phần này để cho nó cái unit fraction nó bằng nhau đó, thì chúng ta sẽ dễ đoán được. Đúng chưa? Đó. Vậy thì bây giờ cái ý tưởng là chúng ta phải lấy cái này này.
chúng ta chia nhỏ nó thành kích thước là thành một phần 20 thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải chia là sao? Chúng ta lấy cái cục này là 5 phần mấy? Dạ, 5 phần 8. Chúng ta sẽ chia nhỏ thành những cái kích thước thành bao nhiêu? 1 phần mấy? Dạ, 1 phần 20. À, 20. Thì lúc này chúng ta sẽ tìm ra được là nó thành bao nhiêu phần nhỉ? Dạ, 5 phần 8 nhân 20 phần 1. Là 5 phần 8. Rồi, nhân 20 phần 1 thì nó sẽ ra là khoảng bao nhiêu? Dạ, khoảng dạ 1 phần 32. Đó, năm mà chúng ta nhân cho 20 này, nó ra 100 phần 8 đúng không? Dạ. Đúng không? Vậy thì chúng ta trẻ nhỏ nó ra như vậy rồi á, thì chúng ta có ước lượng được là khoảng bao nhiêu tuần thì hết rồi? Khoảng nhiêu? Dạ, khoảng bao nhiêu? Dạ, 10 chia 8 thì được là khoảng mấy? Được 1. Dư 2. 20 chia 8 thì được mấy? Dạ, 20 2 chia 8 là 2. 4. 4 mà chúng ta chia cho 8 thì chúng ta được là 0,5. Tức là chúng ta được khoảng bao nhiêu tuần đấy? Dạ, 3. Bao nhiêu? 4. Dạ, 4. Được 12,5 tuần đấy. Hay nói khác là chúng ta được 100 phần 8. Bây giờ nếu mà chúng ta để nguyên như vậy là 100 phần 8. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn Đức Khang giơ tay xem. Ở đây chúng ta cần lưu ý cho thầy cái chỗ này. Chúng ta thấy cả một cái túi thầy vẽ nó bự như vậy này. Đúng không? Mà thầy vẽ lại chỗ này chút xíu. Để cho các bạn hình dung ra. Thầy nói lại nhé. Một cái túi này, thầy chia nó ra thành 20 phần. À, thì thầy sẽ được cái chỗ này này. Là cứ một tuần. Là một tuần. Là cái con chó nó ăn 1 phần 20. Nhưng mà bây giờ đề bài nó nói là cái phần còn lại này. Tức là ăn hết như nào đó. Phần còn lại cái khúc này. Nó lại là 5 phần 8 thôi. Tức là 5 phần 8 của cái túi này. Thì bây giờ làm sao để chúng ta biết là cần bao nhiêu tuần? Vậy thì chúng ta phải chẻ nhỏ cái phần kích thước này này. Nó phải trở thành những cái phần mà nó là 1 phần 20. Chẻ nhỏ nó ra. Để mà nó thành mỗi cái phần nhỏ này nó là 1 phần 20. Thì thầy muốn biết coi là cái chỗ này là thầy chia ra được bao nhiêu phần. Vậy thì có phải là thầy lấy 5 phần 8, thầy chẻ nhỏ nó ra thành những phần có kích thước là 1 phần 20. Thì thầy sẽ biết nó là có bao nhiêu phần. Thì lúc này bạn ra được 100 phần 8. Đấy, thì chúng ta sẽ biết được. Thì theo ý kiến của bạn Đức Khang, thì nó là 100 phần 8. Mấy bạn khác thì sao? Bạn Bảo. Bảo có đồng ý ý kiến của Đức Khang không? Chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không hiểu cái phép toán chia phân số thì chúng ta đâu vận dụng được cái bài toán đố này đâu. Tại vì sao? Sao? Sao Bảo? Nói này. Nãy giờ con không có vô vậy nên là con không có biết. Rồi thầy nói lại. Thầy nói lại nha Bảo. Ở đây người ta nói là cái con chó này mỗi tuần nó ăn 1 phần 20 cái túi thức ăn. Thầy đang mô tả cái kích thước 1 phần 20 như thế này. Bằng này. Cứ mỗi tuần nó ăn bằng này. Tức nghĩa là cứ mỗi một cái phần có kích thước này là trong một tuần nó ăn. Bây giờ các bạn thấy người ta cho chúng ta là còn lại là 5 phần 8.
Tức là thầy mô tả cái 5 phần 8 này chính là cái phần đuôi này, là cái phần còn lại. Thì người ta mới hỏi cái phần còn lại này trong bao nhiêu tuần thì ăn hết. Tại vì chúng ta biết là cứ một cái phần nhỏ nhỏ 1 phần 20 này tương ứng với một tuần. Vậy thì chúng ta muốn biết bao nhiêu tuần để hết cái chỗ này, hết cái con số này. Thì chúng ta phải chia nhỏ ra thành những cái phần như vậy. Vậy thì cái ý tưởng của thầy là thầy chia nhỏ cái 5 phần 8 này ra thành những kích thước là 1 phần 20 thôi. Thì thầy thực hiện phương pháp chia phân số này. Thì thầy sẽ biết được cái kết quả của nó là thầy được bao nhiêu group có kích thước như vậy. Thì bao nhiêu group đó chính là bao nhiêu tuần. Vậy thì khi chia, chúng ta vận dụng được phép toán rồi đấy. Thì chúng ta vận dụng cái kỹ thuật tính nhanh. Thì chúng ta nhân nghịch đảo, chúng ta ra được 100 phần 8. Tức nghĩa là tương ứng với khoảng 12,5 tuần. Nắm được chưa bạn Bảo? Nắm được chưa? Dạ. Rồi. Cái khó nhất của bài toán này là làm sao để chúng ta biết thực hiện toán chia. Đấy. Nếu chúng ta chỉ học quy tắc để mà chia thì chúng ta không thể vận dụng bài toán này được. Bởi chúng ta đâu có hiểu đâu. Còn nếu chúng ta hiểu cái ý tưởng là chúng ta phải cắt nhỏ nó ra. Cái kích thước 1 phần 20 đi. Để chúng ta hiểu là cứ ngoạm một phần đó là một tuần, hai phần hai tuần, ba phần ba tuần. Vậy thì nếu chúng ta chẻ nhỏ ra là 100/8, tức nghĩa là tới 100 phần này, thì chúng ta sẽ biết được. Thực ra là để mà dễ dàng á, chúng ta nên làm như vậy. Chúng ta thấy 100/8 này, chúng ta có thể đơn giản cho 2, thì chúng ta sẽ được là 50 phần mấy? 50 phần 4. Sau đó thầy chuyển nó về cái kích thước là 20, thầy phải nhân cho 5, tức nghĩa là thầy ra được 250. Vậy thì nếu 5 phần 8 này thầy chẻ nhỏ ra thì thầy sẽ được là tới 250, đúng không các bạn? 250 phần có kích thước 1/8 đấy. Đấy. À, kích thước 1/20 đấy. Thì chúng ta hiểu được cái kết quả này, cái con số này chính là cái số tuần chúng ta chia, mà chúng ta không cần phải tính lại nữa, bởi vì chúng ta hiểu rằng chúng ta chẻ nhỏ ra phần đó mà. Rồi thầy mời bạn kế tiếp, mời bạn Thùy Vân. Thùy Vân đâu? Ở đây người ta nói là cái lớp học này đang sơn một cái mặt của cái tường, thì bà đã phủ bao nhiêu? Đã phủ bao nhiêu đây? 1/2 mét. Nghĩa là cái bờ tường nó cao khoảng bao nhiêu đây? Ví dụ như là chiều cao của chỗ này là 1 mét, này 1 mét, đây 1 mét. Vậy thì chỗ này thầy có là 3 mét rồi, đúng không? Đúng không bạn? Đây. Đây. Chúng ta thấy chỗ này nó là 1 mét, 1 mét, 1 mét. Vậy chỗ này là 3 mét. Vậy thì 3 1/2, tức nghĩa là cái bờ tường trên thầy sơn một nửa nó đi nữa. Được chưa? Vậy thì chúng ta hiểu chỗ này là 1/2. Chỗ này là 1 mét, 1 mét, 1 mét. Vậy thì thầy gộp lại thầy được là 3 1/2 mét. 3 1/2. Mà cái bức tường cao bằng này này thì bạn, người ta nói là nó có diện tích là bao nhiêu? Dạ 28 mét vuông. 28 mét vuông. Toàn bộ cái này này, bức tường này, cái bức tranh này là 28 mét vuông. Vậy thì làm sao để chúng ta biết được cái chiều này của nó nhỉ? Chiều này là bao nhiêu? Chiều này là cái 28 mét vuông này nó đang nói tới cái nào? Nói tới cái diện tích, đúng không? Diện tích. Tức là chúng ta chỉ lấy cái phần diện tích này thôi. Vậy thì chúng ta hình dung ra chia cho 3 1/2, thì chỗ này là 3 1/2. Chỗ này chúng ta chưa biết, nhưng
cái diện tích của chúng ta là 28 mét vuông. Vậy thì chúng ta đã học là diện tích là bằng gì? Bằng gì? Thùy Vân? Dạ, diện tích bằng... Nhân cho cái cạnh chưa biết này. Cạnh cạnh. Thì nó bằng diện tích. Vậy thì chúng ta suy ra được cái cạnh mà chúng ta chưa biết thì bằng gì? Dạ, bằng 28. 28 chia 3 1 phần 2 là chúng ta tìm ra được kết quả. Rồi chia cho thầy là nhiêu? 28 chia 3 1 phần 2 tức nghĩa là mấy? Chia mấy? 7 phần 2. Bây giờ chúng ta nhân nghịch đảo. 28 nhân cho 7. Thì chúng ta biết được cái kích thước kia là bao nhiêu? 28 x 2 là 56 phần 7. 56 phần 7 là mấy? Là mấy mét? 8. 8 mét. Vậy là chúng ta ra được kích thước là 8 mét. Được chưa? Rồi, sau khi hết bài này thầy tạm dừng để cho các bạn ra chơi, sau đó chúng ta học tiếp nhé. Chúng ta ra được 8 mét. Rồi các bạn ra chơi. Ở đây chúng ta thấy người ta hỏi chúng ta là cái biểu thức nào thì nó sẽ tương đương với cái biểu thức nhân số tập phần này. Một bạn nào giúp thầy xem. Ai thấy tương đương? Thầy mời bạn bạn Bảo. Cho thầy biết coi là theo ý kiến của Bảo thì nó tương đương với cái nào Bảo? Bảo. Chúng ta nhân hai cái này là nhân sao? Chúng ta cần hiểu tính toán này đã. Bây giờ thầy hỏi này. 0.12 mà nếu mà thầy nhân cho 2 nghĩa là sao? Có phải là một cái bánh thầy chia nó ra thành bao nhiêu phần? 12. Đúng rồi, 12 phần. Cái này là số tập phân là chúng ta đang chia thành bao nhiêu phần đây? Nó có hai cái số cộng này. Là chúng ta phải chia thành 100 phần. À. Đúng không? Hôm nọ chúng ta học rồi. B này chúng ta chia làm 10. B này chúng ta chia làm 10. Chia làm 10 nữa. Thì chúng ta được chia làm 100 phần. Và lúc này chúng ta lấy bao nhiêu phần? 12 phần. Ví dụ thầy đồ chỗ này là 4, đồ này thầy đồ là 3 hàng. Thì cái chỗ màu xanh này chính là bao nhiêu? 0 chấm mấy? 0.12. 0.12. Bây giờ 0.12 này, nếu mà thầy gấp nó lên làm mấy lần? 2 lần. 2 lần. Tức nghĩa là thầy lấy thêm bên này nữa. Đó, tương tự như vậy nữa. Vậy thì thầy có cái này là bao nhiêu? Là 0 chấm mấy? 24. 0.24 đấy. Thì các bạn thấy đây là phép nhân số tập phần, chúng ta gấp 2 lần. Nhưng mà nếu mà chúng ta không phải là gấp 2 lần mà chúng ta chỉ gấp 0.1 lần thôi thì sao? 0.1 lần nghĩa là sao? Không chấm một lần nghĩa là chúng ta sẽ lấy bao nhiêu? Chúng ta xem toàn bộ cái 0.12 này này, chúng ta có thể coi cái 0.12 này nó là một phần. Bây giờ thầy trẻ nó ra làm bao nhiêu phần? 10 phần. Thầy trẻ nó là 10 phần. Thầy đang lấy lại cái màu xanh này nhá, thầy đồ cái màu xanh này. Thầy đang biểu diễn cái phần này thôi. Thì nó là 0.12 này. Cái này là 0.12 này. Thầy lấy 0.1. 0.1 nghĩa là thầy chia cái này ra là 10 phần. Và thầy chỉ lấy 0.1 của nó thôi. Được chưa? Được chưa Bảo? Được. Vậy thì cái 0.1 này, 0.1 này, bây giờ cái kết quả của nó 0.1 này
thì nó sẽ so với cả nguyên cái bánh này thì nó bằng bao nhiêu? Đó. Thì có nghĩa là 0.12 này thầy nhân cho 0.1, nghĩa là thầy chỉ lấy 0.1 của cả cái phần này. Vậy thì có phải là thầy lấy 0.12 này thì thầy chia nhỏ nó ra làm 10 lần nữa không? Dạ đúng rồi. À, vậy thì có phải nó sẽ ra là bao nhiêu? 0.012. 0.012. Đấy, thì chúng ta ra được cái kết quả này là chúng ta lấy 0.1 của nó chỉ là cái kích thước này, hay nói khác là cái 0.1 này so với toàn bộ cái này thì nó chỉ là 0.012. Còn nếu mà thầy lấy 0.7 của nó, tức nghĩa là thầy chia làm 10 phần, thầy lấy 7 phần chỗ này, được không Bảo? Thì thầy muốn biết 7 phần này thì nó so với toàn bộ này là bao nhiêu. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta tính ra được? 0.12 chúng ta nhân cho 0.7, tức nghĩa là chúng ta đang nhân cho 7, chúng ta muốn lấy 7 lần của cái 0.1. Mà lúc nãy chúng ta hiểu 0.12 mà chúng ta lấy 0.1 thôi thì nó đã là 0 mấy? 0.12 đúng không? Dạ đúng. Rồi chúng ta gấp 7 lần của cái đó nữa. Đấy. Vậy thì chúng ta ra là bao nhiêu? 0.084. À. Chúng ta nhân ấy. Chúng ta hiểu cái 0.012 này thì nó chính là 12 phần của cái kích thước 0.001 nhân cho 7. Vậy thì chúng ta thấy là 12 phần mà chúng ta gấp 7 lần lên thì có phải lúc nãy là bạn Bảo mới nói nó là bao nhiêu phần? 8 mấy phần? 84 phần của cái kích thước 0.001. Mà 84 phần này chính là 0 chấm mấy? 0.084. À, 0.084. Vậy thì cái kết quả của chúng ta là 0.084. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta chỉ cần nhân bình thường rồi chúng ta dịch dấu là chúng ta ra được. Nhưng mà bài toán này người ta không có yêu cầu chúng ta làm cái việc đó, mà người ta đang muốn kiểm tra rằng chúng ta có hiểu được cái phép toán của thầy đang giải thích hay không, bằng cách là chúng ta tìm một cái biểu thức tương đương. Vậy thì nhìn vào đây, bạn Bảo thấy nó là tương đương cái nào? Tương đương cái nào? Tương đương cái nào? Nó tương đương với cái dòng nào của thầy? Nó tương đương với cái số, chắc là B. B hả? Tức nghĩa là à không, không phải. C. Hàng trăm lòng đâu. Chúng này chia cho ngàn lần, đúng không? Chia cho ngàn lần. Nó đúng là cái xe này. Bởi vì tại sao? Bởi vì á, cái bài toán này chúng ta cần xem nó dưới dạng như vậy. 0.12 chính là 12 phần của cái 0.01. Còn cái 0.7 này á, thì nó chính là 7 lần của cái 0.1. Đấy chưa? Mà chúng ta thấy là phép toán nhân thì chúng ta có thể nhân này trước và nhân kia sau. Bây giờ thầy sắp lại là thầy lấy 12, thầy nhân cho mấy? Nhân cho 7. Sau đó thầy nhân cho bao nhiêu? 0.01 nhân với 0.1 thì có phải là 0.001 không, Bảo? Dạ đúng. Mà chúng ta biết rằng 0.01 này chính là chúng ta đang nhân cho một phần mấy? Một phần mấy? Một ngàn. À, một phần 1.000. Tức nghĩa là chúng ta đang thực hiện phép tính là 12 nhân 7. Chúng ta chia cho 1.000 lần. Tức là chúng ta nhân xong rồi chúng ta chia 1.000 lần cái nhỏ nhỏ này. Đấy. Thì nó sẽ là biểu thức
tương đương của nó, cái value của nó là xe. Rồi, bạn nào đồng ý ý kiến của bạn, bảo cho tay này xem. Câu C. Các bạn thấy không? Nếu chúng ta chỉ biết cộng trừ nhân chia thông thường của số học phần, chúng ta gặp cái này là chúng ta dễ bị bế tắc lắm. Mà chúng ta muốn làm được là chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của phép toán nhân trong số thập phần. Thầy nhắc lại một tí cái ý nghĩa của cái số thập phần như sau. Nếu mà thầy có hai hộp bánh mà thầy chỉ được cho, tức là mẹ có hai hộp bánh nha, mà mẹ bảo là cho con 1/4 cái hộp, 1/4 cái số đó. Vậy thì chúng ta hiểu 1/4 của hai cái hộp bánh này thì có nghĩa là chúng ta lấy 1/4 nhân cho 2. 1/4 nhân cho 2. Thì chúng ta sẽ ra được chỗ này là chúng ta được 2/4, 2/4, tức nghĩa là tương đương là chúng ta chỉ được một nửa cái hộp bánh thôi. Tại vì mỗi một cái hộp chúng ta chỉ lấy 1/4, hai hộp chúng ta lấy thêm 1/4 nữa là chúng ta được 2/4, tức là kết quả chúng ta được là 1/2. Vậy thì khi người ta nói là mẹ cho chúng ta 1/4 trên hai cái hộp bánh, tức nghĩa chúng ta được 1/2 của nó đấy. Vậy thì thay vì mẹ nói là 1/4 thì mẹ sẽ nói là gì? Cho con 0. Bao nhiêu? 25 của nó thôi. Tức nghĩa là mẹ bảo là cho con 0.25 của hai cái hộp bánh. Vậy thì 0.25 này chúng ta đem nhân cho 2 thì chúng ta sẽ biết cái kết quả của nó. Thì nó cũng chính là bao nhiêu? Chúng ta tính ra được là 0.50. Đó. 0.50. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta hình dung ra là một hộp bánh chúng ta chia thành 100 phần, mà chúng ta lấy 25 phần, tức nghĩa là 25 phần này, đúng không? Mỗi một ô thầy lấy 25 phần, tại vì chia ra 100 phần, mà chia 100 phần mà thầy lấy 25 phần, tức nghĩa là thầy được cái chỗ này cũng chính là 1/4 đấy. Vậy thì 25/100, hay thầy nói nó là 0.25, đúng không? 25 miếng nhỏ thầy gọi là 0.25, thì nó cũng chính là 1/4 này thôi. Đó, 1/4. Vậy thì nếu thầy nói là cho 1/4 của hai hộp bánh, hay thầy nói là cho 0.25, thì chúng ta sẽ lấy con số 0.25, chúng ta nhân cho 2, thì chúng ta được 0.50 hay là 0.5. Mà 0.5 này cũng chính là 1/2. Vậy thì khi chúng ta học tiểu học, chúng ta học rời từng phân số, từng số thập phần. Nhưng mà khi chúng ta lên lớp 6, chúng ta phải nối lại để chúng ta tìm được cái quan hệ giữa phân số và số thập phần với nhau. Đó là mục đích chúng ta học lớp 6, để chúng ta tìm được cái quan hệ. Vậy thì chúng ta hiểu cái phép toán nhân trong số thập phần là gì? Là cái 0.7 ở đây là thầy có 0.7 của cái hộp bánh này thôi. Tức là mẹ đi mua được là 0.7 cái hộp bánh này. Mà bây giờ mẹ bảo như là chỉ cho con 0.12 của cái này. Của cái này. Tức nghĩa là cái này là 0.12 nha. 0.12 là do đâu? Là do chúng ta lấy cái phần 0.7 này chúng ta chia thành 100 phần. Đúng không? Thì chúng ta lấy 12 phần. Vậy thì chúng ta phải thấy rằng là chúng ta phải lấy 0.7 này, chúng ta chia 100 phần, chúng ta lấy 12 phần chỗ này. Đó, thì nó ra chỗ này. Được cái 0.7 này thì thực ra là do chúng ta chia gì? Chúng ta chia từ cái 12 nhá. Cái 0.7 này thực ra nó là gì? Là chúng ta lấy một cái bánh chúng ta chia làm 10 phần. Tức nghĩa là chúng ta chia tiếp cho 10 phần nữa.
chia cho 10 phần nữa. Đấy. Thì chúng ta lấy 7 phần. Vậy chính là cái này. Vậy chúng ta gộp lại 12 nhân 7. Chúng ta chia cho cái này là 100 nhân 10. Tức nghĩa là chia cho số 1000. Nha các bạn. Rồi, bạn nào nắm được cái phần thầy vừa mới giảng, giơ tay hề xem. Bởi vì lớp này nhiều bạn không học thầy trước đây về số thập phân. Và đặc biệt là nhân chia số thập phân nữa. Nên thầy phải hướng dẫn rất kỹ để chúng ta hiểu được cái phép toán của nó. Rồi, thầy mời bạn Giang. Bạn Giang đâu? Lên tiếng cho thầy xem. Rồi. Hai con số này nhân với nhau thì nó bằng cái này. Thì chúng ta xem coi là chúng ta sử dụng cái dữ kiện mà người ta cho đây này để chúng ta ước lượng là cái này. Thì chúng ta ước lượng sao? Dạ bằng 676.4 hoàn toàn chính xác đó các bạn. Biết tại sao không? Tại sao? Chúng ta biết rằng 89 mà chúng ta nhân cho 76 thì chúng ta ra được cái kết quả là 6764 rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta lấy 89 đây này, chúng ta nhân cho 76 lần. Bây giờ cái chỗ này nó kêu là chỉ lấy 89, chúng ta nhân cho 7,6 thôi. Tức là 7,6 đây này, nó nhỏ hơn cái 76 này. Bé gấp mấy lần vậy? Bé gấp mấy lần? Bé gấp 10 lần đúng không? 7,6 này bé hơn 76. Bé hơn 10 lần. Vậy thì nếu thầy lấy con số này, thầy nhân với cái con số 7.6 này, thì chúng ta cũng phải được cái kết quả này này. Là 67 này, 67, 64 này, nó sẽ bị bé đi gấp mấy lần? Gấp 10 lần. Đúng không? Tại vì 7.6 này, nó cũng chính là 76 trên 10. Nha các bạn. Cái 7.6 này chính là 76 phần 10 đó. Vậy thì 89 mà nhân này chúng ta ra được kết quả này. Chúng ta lại chia tiếp cho 10 nữa. Nên bạn hoàn toàn đoán được là kết quả của nó là 676.4, là hoàn toàn chính xác. Nha các bạn. Bụp, chính xác đó. Rồi, thầy mời bạn An. Bạn An đâu? An. Đây thầy. Rồi. Suy luận cho thầy coi là phép toán này chúng ta ra kết quả là tương đương với số nào? Dạ với số tư thầy. Số nào? Dạ cái số 59 nhân 87 nhân 1/100. À đúng rồi. Chúng ta thấy 5,9 chính là gì? Nó bằng với 59/10 nhân cho 8.7 tức là 87/10. Dạ, vậy 10. Thì chúng ta sẽ nhân hai con số này lại. Sau đó chúng ta chia cho mấy đây? Chia cho 100. Tức nghĩa là nhân cho 1% nè. Bạn đoán hoàn toàn chính xác. Bởi vậy khi ở trong trường thầy cô dạy các bạn nhân hai số thập phân là chúng ta lấy hai con số đó chúng ta nhân với nhau. Sau đó chúng ta chia lại cho bao nhiêu? Ở đây là 5.9 là đằng sau có một chữ số. 8.7 có một chữ số. Vậy là chúng ta thấy có hai chữ số 0 chúng ta cần chia. Tức nghĩa là chúng phải chia cho 100. Đó là cách mà trên trường chúng ta đã được học. Và thầy không đi vào cái việc mà cộng trừ nhân chia đó. Thầy mời bạn nè. Bạn Bảo Nam. Chọn kết quả nào Bảo Nam? Bảo Nam. Dạ. Câu nào đúng? Con thấy màn hình. Đó cái màn hình của con lớp dạ. Câu nào? Dạ thầy. Con câu OA 106 nhân 37 chia 106 nhân 37 chia lại cho 10.
Bởi vì 3,7 tức nghĩa là 37 phần 10 nha. Rồi. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta có nhân cho một cái số thập phân mà nó có phức tạp như vậy thì chúng ta cũng suy luận tương tự thì chúng ta suy luận được nào? Chúng ta nhân sao đây? Thầy mời một bạn. Nhân cho thầy. Các bạn khác tắt mic nha. Bạn An tắt mic cho thầy. Tường Lam, nhân cho thầy xem. Dạ đây thầy. 0.905 nhân cho 0.24. Nhân sao? Dạ. Đầu tiên là mình viết ra. Đấy, 90. 5 nhân cho mấy? Nhân 23. 23 mấy? 234. Sau đó chúng ta sẽ chia lại cho bao nhiêu? 44 ạ. Chia mấy? Chia lại cho mấy? Ở đây là có 3 chữ số, đây 3 chữ số nữa là chúng ta chia cho lại cho bao nhiêu? Mấy chữ số không? 6 chữ không? Đúng không? Chúng ta đếm đây, 6 chữ số 0, 3 số. 3 chữ số 0 này là do cái số đầu là đằng sau dấu chấm có 3 chữ số. 3 chữ số 0 sau này thì nó là của 3 chữ số này, đằng sau dấu chấm. Vậy thì chúng ta chỉ cần chúng ta hiểu cái phép toán 0.905 này, nghĩa là nó chính là 905 cái phần có kích thước là 0.001. Rồi chúng ta nhân cho 234 phần có kích thước cũng là 0.001 nha các bạn. Vậy thì chúng ta chỉ cần lấy hai số này chúng ta nhân với nhau. Sau đó chúng ta sẽ nhân lại cho là 0.00 sáu chữ số làm sao? Đó, 6 chữ số. Và chúng ta nhân cái này mà cái con số này chính là chúng ta chia cho bao nhiêu? Chia cho 1.000.000 đấy là chúng ta sẽ tính ra được. Nha các bạn. Về nhà các bạn tự ngồi tính cho thầy, được chưa? Chúng ta tự ngồi tính để chúng ta ra được. Thầy hướng dẫn về mặt thôi. Còn về nhà chúng ta tự làm. Thầy mời bạn Nhật Minh. Dạ. Chúng ta thực hiện cái phép toán chia này chia như nào đây? 4.843 chia mấy? 4.843 chia 44. À chia 44. Bây giờ chúng ta muốn chia cái này chúng ta chia sao? Chia sao? Trên trường dạy chia sao? Ở đây là mấy chữ số đây? 48 chia cho. Nó là hai chữ số đúng không? Thì chúng ta cũng lấy hai chữ số đây để chúng ta chia. Hai chữ số. Nhưng mà nếu các bạn chia như trên trường á, ok, không vấn đề gì cả. Nhưng mà thầy đang muốn giảng thêm cho các bạn phép toán chia này. Chúng ta biết cái con số này thực ra nó chính là gì? Nó chính là 48 mà 00. Chúng ta cộng cho 43. Đúng không bạn nào? Bạn Nhật Minh? Dạ. À, bây giờ chúng ta thấy là 48 mà 00 bởi vì nó chính là 4.008 đấy. Vậy thì khi chúng ta chia cho 44 thì chúng ta được bao nhiêu? Được mấy? À, được 1. Thầy có thể ghi chỗ này là gì? 48 100. Được không? Tức là 48 cái 100 này. Và chỗ này thầy có 43. Tại sao thầy ghi như vậy? Để thầy cho các bạn thấy các bạn chia như sau. Bạn lấy 48 cái này này. Tức nghĩa là 48 cái này. Mà khi bạn chia cho 44. Thì chắc chắn là mỗi người được bao nhiêu? Nhật Minh?
chia cho 44 người thì mỗi người là được bao nhiêu cái hình rẹt? 100 đúng không? Dạ. Yeah. Đó, chúng ta được một cái 100 chỗ này. Vậy thì chúng ta dư mấy? Dư mấy cái hình rẹt? 48 chia 44 thì dư mấy? Được 1 chia 7. Dư 4. Tức nghĩa là chúng ta được 4 cái hình rẹt chỗ này. Và chúng ta dư cái 43 này. Mà cái 400 này là nó tương đương với bao nhiêu? Là 400 đúng không Minh? Đúng không? Yeah. Mà 400 này á, thầy có thể đổi nó thành là 4010 được không? Được không? Được Minh? Yeah. Cái 4010 này thầy kết hợp với cái 43 này nó gọi là 410 với cả 31. Chỗ này đúng hay sai? Nhật Minh? Đúng hay sai? Đúng hay sai? Dạ là 400 thay đổi nó ra là 410. Còn cái 43 thì nó chính là cái 410 và 31 đúng không? Đúng không? Dạ. Thì chúng ta gộp lại chúng ta sẽ được là gì? 4410. Thì chúng ta hiểu nó là 4410. Và dư cái là 31. Vậy thì Nhật Minh cho thầy biết, thầy có 4410, nếu thầy chia cho 44 người thì mỗi người là được bao nhiêu chén? 1 vậy? 110. À, 110 nha, là được. Ngoài cái việc là được là 100, chúng ta được thêm cái 110. Và cuối cùng chúng ta còn dư cái 31, chúng ta không chia được tiếp. Thì chúng ta sẽ để là dư mấy? Dư 3 đúng không? Đó. Vậy thì nếu chúng ta hiểu là 100 tức nghĩa là 100. 110 tức nghĩa là 10. Thấy chưa? Vậy thì thầy sẽ được chỗ này nó là 110 đúng không? Mỗi bạn là được 110. Và dư mấy? Dư 3. Vậy thì ở trên trường chúng ta không học theo cách này. Học cách này để chúng ta hiểu được cái việc mà chúng ta phân rã nó ra để chúng ta phát. Chúng ta phát từ cái bự, xong rồi dư chúng ta lại phát tiếp. Thì chúng ta hiểu được cái việc phân chia. Còn nếu chúng ta học trên trường, chúng ta sẽ học theo cái cách như vậy. Là 48. Chúng ta học kỹ thuật chia nhanh lắm. 48 chia 3. À, 48, 43. Thầy chia 44. À, thì các bạn thấy là nó có hai chữ số. Các bạn phải cái này. Thì các bạn thấy là 48 chia 44 là chúng ta được 1. Được 1. Thì chỗ này chúng ta ghi lại là 44 chỗ này. Chúng ta trừ đi, chúng ta dư 4. Chúng ta dư 4 ở đây là 4 nó đang đứng ở hàng gì? Hàng trăm. Nên chúng ta hiểu ngầm cái số 4 này là 400. 410 nhé các bạn. À, 400 là 400 đấy. Thì bắt đầu thầy mới hạ con số 4 xuống. Như thế này. Hạ số 4 xuống. Số 4 này đang đứng ở hàng chục thì hạ xuống. Vậy thì thầy hiểu 44 này chính là 44 chục. 44 chục mà thầy chia cho 44 người. Tức nghĩa là thầy được 1. 1 đây chính là 110 này các bạn. Vậy thì khi thầy nhân ngược lên, thầy thấy thầy trừ đi. Thì thầy ra là 0. 0 bắt đầu thầy hạ 3 xuống. Thì chúng ta hiểu 3 ở đây chính là 31. 31 chúng ta không chia được tiếp. Thì chúng ta là dư 3. Thì chúng ta hiểu con số đây là số dư của nó là số 3. Số đây là số 11. Tại sao chúng ta hiểu nó là số 11? Bởi vì số 1 lúc đầu thầy chia được nó là 100. Còn cái 1 này là gì? 110. Vậy thì chúng ta chỉ ra 11 như vậy là chúng ta ra sai. Vậy thì khi mà chúng ta chia không được thì chúng ta đã phải thêm 0 ở đây rồi. Tức là chúng ta thấy dư 0 chỗ này này. À, thì 0 chia 44 không được. Thì chúng ta ghi 0. Sau đó chúng ta mới hạ 3. Nên thông thường các bạn hay bị sai chỗ này. Là do chúng ta hạ xuống. Chúng ta không lấy 0 chia để chúng ta được 0 chỗ này.
và chúng ta hạ xuống chúng ta chia được, chia tiếp cho 3 không được nên chúng ta ghi 11 chúng ta bị sai. Nên chỗ này chúng ta phải là 110 và chúng ta dư 3. Đây, bạn nào hiểu rõ về phép toán chia thầy vừa mới dạy, giơ tay này xem. Về kỹ thuật chia như trên trường chắc chắn là các bạn làm rẹt rẹt. Nhưng cái thầy muốn mô tả thêm cho các bạn là để các bạn hiểu hơn là khi chúng ta hạ 4 chỗ này thì nó là 4 gì? Nó đang ở đứng là hàng trăm thì nó phải là 400. Thì thay vì thầy viết chữ ra thì thầy viết gọn nó lại, thầy ghi đúng hàng, đúng cột thì thầy tự hiểu số 4 đây là 400. Số 4 này thầy hạ xuống là để thầy gộp lại thì thầy được là 44 gì? 44 chục đấy. Chỗ này là 44 chục, thầy chia. Thì thầy được chỗ này, thầy được là mỗi bạn được một chục. Và khi thầy trừ đi thì chỗ này là không chục. Không chục mà chúng ta chia thì chúng ta được không. Chúng ta hạ 3 xuống thì chúng ta được 3 chia 44 là chúng ta được không, chúng ta hết nha. Vậy thì chúng ta sẽ phải điền vào đây là bao nhiêu? 110 và chúng ta dư 3. Được chưa các bạn? Vậy thì nếu chúng ta chia cho hai chỉ số khác cũng tương tự, và việc này các bạn về nhà làm tiếp theo cho thầy. Cái này chắc chắn rằng nếu chỉ chia thông thường là các bạn cực kỳ rành nha. Cái thầy muốn nhấn mạnh thêm là để các bạn hiểu được cái chiều sâu của phép toán chia hai chỉ số mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta ôn thêm cái phép toán nhân, phép toán chia của nhiều chữ số. Nếu mà chia nhiều chữ số này thì các bạn thấy chia 3 chữ số thì nó cũng tương tự chia 2 chữ số thôi. Và cái này là ở Việt Nam các bạn chia tốt lắm nên thầy không có ôn tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta chia cái này mới là vui này. Cái này nhiều bạn có thể không biết. Thầy mời bạn Bảo Nguyên. Đây, Bảo Nguyên chia cho thầy. Bảo Nguyên. Thầy muốn chia 56 mà chia tức là 5 cái thầy các bạn, bạn Bảo Nguyên hình dung là chúng ta có 56 cái bánh mà chúng ta chia cho 35 bạn thì chúng ta chia như thế nào? Chia sao? Nguyên, Bảo Nguyên nói đi. 56 cái bánh mà thầy chia cho tới 35 bạn thì thầy chia là sao? Bạn Thùy Vân không viết lên đây nha Thùy Vân. Tí nữa thầy mở. Chia sao? Chia bình thường đấy. Chia sao? Thì lấy 5 chia 3. 5 chia 3. 5 chia 3 thì lấy được 1. Nghĩa là chúng ta nhân ngược lên là bao nhiêu? 35 đúng không? Vậy thì chúng ta chia được dư mấy đây? Dư 21. Cho 21. Nếu mà 21 này, 21 cái bánh này chúng ta có chia tiếp được cho 35 bạn không? Chia được không? Không. Nó sẽ trở thành số dư là dư 25 cái bánh. Nhưng mà bây giờ người ta bảo là bây giờ chia tiếp. Không chia được nguyên cái bánh thì bây giờ chia nó nhỏ đi được không? Được. Cái phần nhỏ luôn. Thì chia là sao? Lấy thêm số 0 cho luôn. Cho số 0 thêm vô. Tại sao cho thêm số 0 này? Nói thầy nghe xem. Không biết nữa nhưng mà theo như con nhớ thì là như vậy. Rất là thuộc bài nhưng mà chưa hiểu nha. 21 này có phải là 21 cái bánh nguyên không? Là 21 là đại diện cho 21 cái bánh nguyên. Đúng không Nguyên? Dạ. Rồi. Bây giờ thầy bẻ nó nhỏ, mỗi một cái bánh thầy bẻ nhỏ đi bao nhiêu phần? Bẻ nhỏ đi 10 phần, tức là thầy chặt nhỏ nó làm gấp 10 lần. Thì có phải mỗi một cái bánh thầy đã được 10 phần nhỏ? Vậy thì 20 cái bánh là thầy được bao nhiêu? 200 phần nhỏ. 21 cái bánh thầy được là 210 cái phần nhỏ. Tức nghĩa là 210 cái phần 0.1. Phải không? Đúng. Cái việc mà chúng ta thêm vào chính là chúng ta đang đi thực hiện cái việc chúng ta bẻ bánh nó nhỏ đi. Nắm được chưa?
chúng ta bẻ nó ra thành những cái phần nhỏ như này thì chúng ta được 210 phần. 210 phần này thầy chia tiếp, thầy chia tiếp cho 35 bạn. Là 6 nhưng mà phải thêm vô sao chấm vô. 6 đúng không? 6 nhân 5 là 30. Viết không nhớ ba. 6 lần 3 là 18 là 21. Tức nghĩa là 210 cái này. 210 cái phần nhỏ này thầy chia cho 35 bạn thì thầy sẽ được, mỗi bạn sẽ được 6 cái phần nhỏ nhé các bạn. 6 phần nhỏ thầy hiểu đây nó là không cho mấy. Nguyên, không cho mấy? 0.1. Đó. Vậy thì các bạn đã hình dung ra cho thầy là mỗi bạn được một cái bánh nguyên và được thêm 6 cái bánh nhỏ, 6 cái phần nhỏ. Tức nghĩa là 1 cộng 0 cho mấy? 0.6. À, 0.6. Điều đó có nghĩa là chúng ta được là 1 cho mấy? 6. 1.6. Vậy thì chúng ta đã thấy chưa? Chúng ta thấy được là nếu có 56 cái bánh mà chúng ta chia cho 35 bạn thì mỗi bạn sẽ được 1.6, tức nghĩa là được một cái bánh và được thêm 0.6 của cái bánh. Mà 0.6 là như thế nào? Là chúng ta cắt một cái bánh này ra là 10 phần nhỏ, mỗi phần là 0.1, phát cho nó thêm 6 cái phần nhỏ đấy đó. Là chúng ta được là một cái bánh và 6 cái phần nhỏ là 1.6. Rồi, bạn nào hiểu về phép chia này để tạo ra được số thập phần, giơ tay thầy xem. Chúng ta phải hiểu sâu hơn về phép chia số thập phần. Chúng ta hình dung ra nó thì chúng ta mới biết được tại sao chúng ta thêm không. Ngày xưa học trường thầy cô dạy các bạn thêm không. Nhưng mà các bạn, bạn bảo Nguyên đâu có biết thêm không là tại sao, đúng không Nguyên? Đúng không? Giờ biết chưa? Giờ biết chưa? Rồi. À, chúng ta bẻ nhỏ đấy đấy. Nếu mà chúng ta bẻ nhỏ rồi mà chúng ta chia mà chúng ta vẫn thấy còn dư, bảo bây giờ phải chia tiếp, thì cái phần nhỏ đó chúng ta lại bẻ nhỏ đi 10 lần nữa, rồi chúng ta lại phát cái phần nhí mà chúng ta lại còn dư nữa, chúng ta lại bẻ nhỏ đi 10 lần nữa, thì cuối cùng chúng ta được cái gì? Được cái lớn lớn, được cái phần vừa vừa và phần bé bé, phần nhí nhí. Nhiều khi chúng ta được cái phần siêu nhí luôn. Rồi. Rồi thì Văn cho thầy ý kiến. Dạ, thầy ơi, nếu mà mình chia kiểu mình bẻ nhỏ ra hoài luôn mà nó vẫn không tới số không thì sao anh thầy? Thì cái đó nó gọi là phần dư đấy. Chúng ta nên nhớ là chúng ta luôn luôn có cái những cái phần dư ở đằng sau. Chúng ta không chia hết. Chúng ta sắp sửa chúng ta học là số thập phân. Chúng ta học về số thập phân mà chúng ta sẽ thấy cái phần dư của nó. Từ từ chúng ta biết. Rồi bạn Thư Vân chia cho thầy 8 cái bánh mà chia cho 20 bạn. Chia sao? Chia sao cho thầy? 8 cái bánh mà chia 20 bạn. Chia sao Thư Vân? Nãy em làm lắm mà. Giờ thầy mời đó. Thư Vân. Thư Vân. Dạ nãy giờ trả lời cho thầy 8 cái bánh chia 20 bạn chia sao? Dạ 8 chia 20 không được nên viết không, sao đó không. Bây giờ thầy không nói cái chuyện mà viết không viết gì ở đây nữa. Áp dụng đúng cái lúc nãy thầy giảng á. Áp dụng đúng cái thầy giảng. 8 cái bánh mà chia 20 bạn không được thì chúng ta phải làm gì? 80 okay. Bẻ nhỏ nó ra thành bao nhiêu? 80. 80 cái phần nhỏ tức nghĩa là 80 chèn. Bây giờ thầy không ghi là 0.1 nữa, thầy ghi là 10 đi. 10 ở đây tức là đại diện cho 0.1 đấy. Thầy sẽ ghi đó là 80 10. 80 cái phần nhỏ. Thì lúc này nếu thầy có 80 cái phần nhỏ này thầy chia 20 bạn thì mỗi bạn được bao nhiêu? Được bao nhiêu thì Văn? Được mấy? Được mấy bạn? 4. À, 4 phần gì? 4 phần cái 0.1. À, 4 cái
phần 0.1 tức nghĩa là chúng ta được là for tense. Để cho các bạn. For tense. Mà for tense ở đây chúng ta đã học for tense chính là 4 nhân 0.1 tức nghĩa là bằng 0 cho mấy? 0 chấm. À, 4. Vậy thì trên trường chúng ta học cái chỗ này là chúng ta học nhanh như mấy luôn. Là bây giờ 8 chia 20 không được thì 0 chấm. Rồi chúng ta thêm 0 vào đây, 20 à 80 chia 20 được 4, chúng ta được 0.4. Đó là cái ý đồ mà bạn Thị Vân muốn làm. Nhưng mà thầy không có dùng cái cách của bạn Thị Vân, thầy muốn giúp cho các bạn hiểu rõ về cái số thập phân tại sao chúng ta thêm 0 vào, là chúng ta bẻ nhỏ nó đi, bởi vì cái phần nguyên đó, tám cái bán đó chúng ta không chia được, chúng ta không phát được cho 20 bạn, mà chúng ta phải bẻ nhỏ nó đi. Mà khi mà bẻ nhỏ đi nó thành 80, tức là 80 cái 0.1 đấy. Vậy thì chia ra mỗi bạn là 4 cái 0.1 chính là 0.4 của chúng ta. Vậy thì chúng ta điền vào đây, chúng ta ra kết quả là 0.4. Được chưa? Vậy thì về nhà các bạn cũng làm tương tự như thế để chúng ta có thể tính được cái bài kế tiếp nha các bạn. Rồi bây giờ thầy qua cái bài khác để thầy kết thúc cái này cho các bạn. À, bây giờ chia số thập phân là phần trăm. Thôi thầy lấy luôn cái phần nghìn luôn đi cho nó hoàn chỉnh. Được chưa? Thầy chia luôn cái phần nghìn này để cho các bạn hiểu luôn. Rồi thầy mời bạn để thầy kem rồi. Xem bạn nào. Bạn Bảo Nam. Bảo Nam đâu lên tiếng cho thầy. Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta có một cái số thập phân là nó tới hàng nghìn thao dần. Thì chúng ta hiểu ở đây cái số này là nó bằng cái gì? Là bằng 3 phần nghìn. Chúng ta hiểu ở đây là 3.400 cộng cho cái gì? Cộng cho cái phần bắn là 0 chấm mấy? 0.478. Mà cái 0.478 này chúng ta cũng có thể xem nó là 478 cái phần bắn mà nó gọi là thao dần, được không? Được không bạn nào? Thao dần, đúng không? Tức là cái kích thước nhỏ nó gọi là 1/1000 ấy. Thầy gọi nó là cái thao dần này. 478 cái thao dần. Và chúng ta thấy là 3-1 này nó cũng tương đương với 3000, đúng không? 3000 cái thao dần. 3.000 cái thao dần như vậy. Vậy thì thầy ghép lại, thầy cũng có thể hiểu cái con số này chính là 3.478 cái thao dần. Mà nếu thầy đem chia cho 34 thì có nghĩa là thầy đang muốn lấy cái con số này này. Thầy đem chia cho 37 này. Được không Bảo Nam? Đúng không? Rồi, bây giờ chia cho thầy xem. Bây giờ thực hiện phương án chia nhá. 3, 4, 7, 8. Cái này là thao dần turn. Đúng chưa? Tức nghĩa là chỗ này là nó tới 3.478 cái miếng nhỏ đó. Thầy đem chia cho 37 người. Chia sao? Chia sao? Chúng ta xem cái này giống như là một... Tính theo phần đi, thầy có 3.478 phần, thầy chia sao? Chia sao Bảo Nam? Nói nhanh lên, phần nghỉ nữa. Thầy mời bạn An đi. An đâu? Cho nhanh này. An. Đây thầy. Thầy lấy cái con số này thì chia cho 37 đi. Thì được nhiều. Dạ được không? Được khoảng mấy? Các bạn lấy hai chữ số 34 chúng ta chia 3 thì chúng ta được khoảng mấy? Được 9 không? Ví dụ 9 lần 7 63. Viết 3 nhớ 6 đi.
9 lần 3 27. Nhớ 6 nữa là bao nhiêu? 27 nhớ 6 là 33 là được rồi. Đúng không? Vậy là thầy ghi là 9 lần 7 63, viết 3 nhớ 6. 9 lần 3 là 27, nhớ 6 là 33. Vậy thì trừ đi là còn bao nhiêu đây? Bao nhiêu? Trừ đi. 4 nè. 1 nè, 0 này. Đúng chưa? Thì thầy sẽ được là 14. 14. 14 cái. Bây giờ thầy hạ. Thầy hạ 8 xuống. Thầy chia được nhiêu? Dạ được ạ. 14 chia cho 3 thì được khoảng là 4 ấy. 4, 7, 8, 8. 8 x 2. 4, 3, 12 x 2 là chia hết đúng không? Là 0. Là 0. 0. Vậy thì chúng ta thấy 94 này là 94 gì đây? Bạn An. Chúng ta nhớ là 3478 cái thousand này này. Thầy chia 37. Thì chúng ta được là 94 cái thousand. Đúng không bạn An? Dạ đúng. Đó, chúng ta được 94 cái thousand. Mà 94 cái thousand thì thực ra nó chính là gì? 94 phần? 94,000. Là 94 phần 1. Nghìn đúng không? Dạ. À, vậy thì 94 phần 1.000 này chính là 0 chấm mấy? 0 chấm? Nghĩa là 0 chấm 0.9.4. Được chưa? Vậy thì cái mà thầy muốn hướng dẫn cho các bạn để các bạn không phải lo sợ cái chỗ này là các bạn phải hiểu cái 3.478 chính là 3.478. Cái phần nhỏ nhỏ nó gọi là thao dần. Chúng ta đem chia cho 37, chúng ta sẽ được 94 cái thao dần. 94 cái thao dần chính là 0.0914. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn An, giơ tay này xem. Thông thường là các bạn rất là sợ và rối những cái số cộng phần này bằng cách là các bạn sao? Chỉ biết cách là lấy máy tính bấm cho nó nhanh thôi. Chứ chia thì lâu quá. Sai nữa. Tại vì các bạn không có hiểu. Còn nếu các bạn hiểu cái chỗ này của thầy. Thì chắc chắn rằng. Chúng ta đem chia. Chúng ta biết được nó ra là bằng nhiêu liền. 9. Nó ra cái con số này. Chúng ta chia nó ra ngay cái này này. Chúng ta tính ra được ngay. Đấy. Thì mục đích thầy đang ôn bài. Liên quan tới. Nhân chia phân số và số cộng phần. Của lớp 5. Và mở rộng cho lớp 6. Chính là thầy muốn giúp cho các bạn hiểu rõ hơn để các bạn về làm các bạn sẽ chuẩn hơn nhé các bạn. Rồi hôm nay thầy tạm dừng ở đây các bạn. Thầy xin